Mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam đã có buổi tiếp đại sứ Naui tại Việt Nam và tập đoàn Equinor Naui nhằm trao đổi về các vấn đề liên quan đến phát triển điện gió ngoài khơi. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Equinor cho biết, năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và Equinor đã nghiên cứu đánh giá tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Có văn bản đề xuất vị trí khảo sát điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thái Bình và Hải Phòng – Hiện tập đoàn Equinor đã chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An và bà Grethe Lochen, đại sứ Na Uy tại Việt Nam đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị giữa Na Uy và Việt Nam thời gian qua. Hợp tác của tập đoàn Equinor của Na Uy và Bộ Công thương Việt Nam tiếp tục thể hiện mối quan hệ song phương tốt đẹp cùng phát triển trong thời gian tới. Điều này cũng thể hiện cam kết lâu dài của chính phủ Na Uy trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết về biến đổi khí hậu.